Ok, ở trong video lần trước thì mình cũng đã giới thiệu cho anh chị em và các bạn một chiếc camera trong nhà có hai ống kính đến từ Ezevit. Và đây là chiếc Ezevit H7C Duo, một con camera cực kỳ ngon trong phân khúc khoảng 950.000 đúng không? Tuy nhiên thì chiếc camera này sẽ không lắp được ở ngoài trời mà chúng ta sẽ phải cần một chiếc camera có chuẩn kháng nước ngon thì mới lắp được. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc camera nữa cũng có hai ống kính đến từ Ezevit. Và đây là Ezevit H9C, một chiếc camera lắp ngoài trời với độ phân giải là 6 mê, mỗi một ống kính là 3 mê. Ok, với mức giá mà Phúc Anh đang bán thì là 1.290.000 đồng thì theo mình đây sẽ là đối thủ trực tiếp với IM Cruiser Duo 6 mê rồi, mà thậm chí mình thấy còn rẻ hơn cơ. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Ezevit H9C xem nó có những cái đặc điểm gì nổi bật nhé. Bắt đầu video thôi. Anh em có thể nhìn thấy cái vỏ hộp của nó cũng cực kỳ lớn đúng không? Và chiếc camera này được sản xuất vào tháng 1 năm 2024 anh em nhé. Cực kỳ mới đấy. Và vỏ hộp bên đằng sau sẽ in đầy đủ các thông số nổi bật của chiếc camera này. Ví dụ như đây là một chiếc camera có ống kính kép với độ phân giải là 3 mê và 3 mê. Tự động auto tracking theo người này. Rồi là tuần tra theo một điểm nhất định này. Chúng ta sẽ có tuần tra kép luôn này. Đàm thoại hai chiều có màu vào ban đêm. Nhận diện người và xe bằng AI hay là báo động bằng còi hoặc là bằng đèn. Chúng ta sẽ có một chiếc camera ở ngoài trời có chuẩn kháng nước IP66. Rồi nó sẽ hỗ trợ rất nhiều những cái thiết bị wifi bắt được tốt hơn. Rồi chuẩn nén là H265 với thẻ nhớ lên tới 512GB. Ok, đây là toàn bộ những cái thông số nổi bật của chiếc camera này. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bóc hộp, unbox để xem bên trong sẽ có những gì. Và mình cũng sẽ cài đặt thực tế cho anh em trải nghiệm tính năng của nó nha. Ok, và phụ kiện bên trong anh em sẽ vẫn có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc camera Ezevit H9C. Nó cực kỳ lớn, mình cứ bỏ ra một bên để mình trích phụ kiện đã nhá. Bảo vệ dây mạng này, đinh ốc ốc vít. Một cái xốp để chống sốc. Phía dưới này anh em sẽ còn một cái adapter nữa anh em ạ. Adapter 12V 2A chân tròn nhá. Định vị để khoan. Sách hướng dẫn sử dụng và một cái thẻ hai rồi là Ezevit. Hết rồi anh em. Ok, và đây chính là hình dáng của chiếc camera Ezevit H9C. Nhìn nó cực kỳ lớn anh em ạ. Khi nào mà anh em bắt vào tường ấy, anh em sẽ tháo cái chỗ này ra trước để anh em gá vào trước, rồi anh em sẽ gá camera nhá. Ở đây chúng ta sẽ thấy có hai cái anten có thể xoay lên được. Ok, giúp cho chiếc camera này bắt được tín hiệu wifi sẽ tốt hơn. Còn đây là jack cắm nguồn và mạng LAN để anh em kết nối mạng có dây. Hai ống kính, một ống kính cố định có độ phân giải là 3 mê và góc nhìn là 2.8mm. Và anh em lưu ý là cái ống kính cố định này cũng không thể di chuyển các góc được. Hai cái đèn spotlight để chiếu trong đêm được rõ hơn này. Phía dưới sẽ là một ống kính có độ phân giải là 3 mê và góc nhìn của nó sẽ là 6mm anh em nhé. Góc nó sẽ hẹp hơn. Nút reset và hai cái ốc để anh em có thể tháo ra để lắp thẻ nhớ. Ok, phía sau sẽ là dải loa giúp anh em có thể đàm thoại hai chiều. Còn đây anh em sẽ thấy một cái mic để ghi âm này. Đây là cái đèn báo trạng thái và phía dưới cũng sẽ có hai cái đèn spotlight cùng với hai cái đèn hồng ngoại. Và cái khả năng nhìn trong đêm của chiếc camera này sẽ vào khoảng 30m anh em nhé. Không hỗ trợ băng tần 5G và mạng Wi-Fi 6 anh em nhé. Ok, sau khi anh em kết nối xong chiếc camera Ezevit H9C với app Ezevit thì anh em có thể nhìn thấy cái màn hình preview, nó sẽ xuất hiện hai cái ô hình ảnh như vậy. Để vào phần cài đặt đồng bộ cả hai thì anh em sẽ bấm vào cái ba cái chấm này. Sau đó anh em sẽ bấm vào cài đặt thiết bị nhé.
Trong này anh em có thể cài đặt như ở trên phiên bản H7C Duo mà mình vừa giới thiệu để cho anh em, ví dụ như cài đặt liên kết này hay dò tìm thông minh. Với dò tìm thông minh thì chiếc Ezepit H9C có thể nhận dạng người và phát hiện hình dạng người, phương tiện bằng AI cực kỳ chính xác. Anh em có thể bật các thông báo, tin nhắn các thứ, cài đặt âm thanh này, tương tự cài đặt hình ảnh. Ở đây thì anh em có thể bật cái chế độ chống ngược sáng lên, nhìn cực kỳ đẹp đúng không? Hoặc là tùy chỉnh cho ảnh nó mềm mại hơn hay là sắc sỡ. Đây, anh em có thể tùy chỉnh được cả hồng ngoại, anh em có thể cho nó có màu vào ban đêm hay là đen trắng các thứ. Khi mà anh em bật cái chế độ này thì tất cả cái đèn spotlight nó sẽ sáng nhá, sẽ giúp cho có màu vào ban đêm đấy. Đây là hình ảnh khi mà anh em treo thực tế này, anh em thấy ống kính 2.8 ở dưới rất là nét với cả rất là rộng đúng không? Còn trên này sẽ là ống kính 6 nhá. Đàm thoại 2 chiều, mình sẽ thử khả năng đàm thoại 2 chiều. Alo. Alo. Alo alo. Ok, đây là cái tiếng của mình phát ra từ camera. Tuy nhiên thì mình thấy cái đàm thoại 2 chiều trên chiếc camera Ezepit H9C này nó bé hơn khá là nhiều so với H7C Duo nhá. Còn độ phân giải của nó sẽ là QHD 30. Rồi đây là chế độ riêng tư ngủ này, tuần tra tự động này, hình ảnh 360. Hoặc là anh em có thể bật đèn. Cực kỳ sáng đúng không? Đó. Ok, nhìn chung thì chiếc camera Ezepit H9C là một chiếc camera có hai ống kính cũng khá là ngon cho phân khúc giá khoảng 1.200.000 đồng. Tuy nhiên thì mình thấy ngoài những cái yếu tố, ngoài những cái tính năng hay là một số những cái ưu điểm, ví dụ như hình ảnh sắc nét này, dễ dàng điều khiển này, treo anh em treo lên trên tường, lên trên trần cũng dễ này. Và đây là một chiếc camera kháng nước với chuẩn IP66, anh em thể hoàn toàn lắp ở ngoài trời. Rồi các tính năng khá là ok. Nhưng cái nhược điểm của nó thì cái ống kính cố định anh em sẽ không thể nào anh em chỉnh góc được như trên những chiếc camera iMount Razer. Đó, nói chung là nó sẽ là một cái nhược điểm khá là lớn. Nhưng nếu như anh em nào mà chấp nhận được nhược điểm này thì anh em có thể lựa chọn chiếc camera này, nó có mức giá rẻ hơn đâu đó khoảng gần 300.000 so với phiên bản Razer Duo với cùng phân khúc nhá. Đó. Ok, anh em mà thấy video hữu ích thì đừng quên like, share, subscribe, nhấn chuông ủng hộ mình nhé. Giờ thì xin chào, gặp lại anh em sau.